Suốt kỷ giúp tôi ký chương 26. Ngươi hãy dùng 10 bức màn mà làm nền tảng. Màn dệt bằng vải gai mịn, chỉ tím, đỏ đều và đỏ sậm, có theo các hình cherubim cực xảo. Mỗi bức màn bề dài 28 thước, bề rộng 4 thước. Các bức đều đồng cỡ với nhau. Mỗi năm bức màn sẽ kết dính với nhau lại. Ngươi hãy thắt vòng chỉ tím nơi triên của bức màn thứ nhất ở đầu bức nguyên, và cũng làm như vậy cho đầu chót của bức màn cuối trong bức nguyên thứ nhì. Lại làm 50 cái vòng cho bức màn thứ nhất và 50 cái vòng nơi đầu triên bức nguyên thứ nhì. Các vòng hai bên sẽ đối nhau. Cũng hãy làm 50 cái móc bằng vàng, rồi móc bức nguyên này qua bức nguyên khác kia, hầu cho đèn tạm kết lại thành một. Ngươi cũng hãy kết 11 bức màn bằng lông dê để dùng làm bông che trên đền tạm. Bề dài mỗi bức màn 30 thước, bề rộng 4 thước, 11 bức đồng một cỡ với nhau. Ngươi hãy kết 5 bức màn này riêng ra và 6 bức màn kia riêng ra, nhưng hãy gấp đôi bức màn thứ 6 ở trước đền tạm. Lại thắt 50 cái vòng nơi triên màn thứ nhất, ném về cuối của bức nguyên thứ nhất, và 50 cái vòng nơi triên màn của bức nguyên thứ nhì, cũng làm 50 cái móc bằng đồng móc vào vòng, rồi hiệp cái bông lại để nó thành ra một. Nhưng còn dư, tức là phân nửa của bức màn dư trong bức bông nguyên, thì sẽ rũ xuống phía sau đền tạm. Phần bề dài dư trong các bức màn của bông, bên này một thước, bên kia một thước, thì sẽ sủ xuống hai bên hông đền tạm đặng che vậy. Ngươi hãy làm một tấm lá phủ bằng da chiên đực nhuộm đỏ để trên bông, và kết một tấm lá phủ bằng da cá nược đắp lên trên nữa. Ngươi cũng hãy làm những ván cho vách đền tạm bằng cây si tim, mỗi tấm trướng 10 thước, hoành 1,5 thước, có hai cái mộng liền nhau. Hết thải các tấm ván vách đền tạm ngươi cũng sẽ làm như vậy. Về phía nam đền tạm, ngươi hãy làm 20 tấm ván. Dưới 20 tấm ván hãy đặt 40 lỗ mộng bằng bạc, cứ hai lỗ mộng ở dưới để chịu hai cái mộng của mỗi tấm ván. Lại hãy làm 20 tấm ván về phía bắc đền tạm và 40 lỗ mộng bằng bạc, cứ dưới mỗi tấm có hai lỗ mộng. Ngươi cũng hãy làm 6 tấm ván về phía sau đền tạm, tức là về hướng tây, về hai góc phía sau đền tạm. Phải làm 2 tấm ván khít nhau từ dưới chí trên bởi một cái khoen ở nơi đầu. Hai cái góc đều làm như vậy. Thế thì có 8 tấm ván và 16 lỗ mộng bằng bạc, cứ hai lỗ mộng ở dưới mỗi một tấm ván. Lại ngươi hãy làm 5 cây sàn ngang bằng gỗ si tin cho những tấm ván về phía bên này, 5 cây sàn ngang về phía bên kia, và 5 cây sàn ngang khác nữa về phía sau của nền tảng, tức là hướng tây. Cây sàn ngang giữa sẽ ở về thân giữa những tấm ván, chạy suốt từ đầu này đến đầu kia. Cũng hãy lấy vàng bọc ván cùng sàn ngang và làm những khoen bằng vàng đặng xỏ các cây sàn ngang. Ngươi phải dựng nền tạm y như kiểu đã chỉ cho ngươi trên núi vậy. Ngươi hãy làm một bức màn bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ đều, đỏ sậm, có theo những hình cherubim cực xảo, rồi sủ màn đó trên 4 trụ bằng cây si tim bọc vàng, dựng trên 4 lỗ trụ bằng vàng, các móc trụ đều bằng vàng. Ngươi sẽ treo màn đó vào móc chứa bức bông, rồi ở trong phía trong màn để hòm bản chứng. Màn này dùng phân biệt cho các ngươi nơi thánh và nơi chí thánh. Đoạn hãy để cái nắp thi ân trên hòm bản chứng đặt trong nơi chí thánh. Bên ngoài bức màn về phía bắc nền tạm thì để cái bàn, còn cây chân đèn thì để về phía nam đối ngang cái bàn. Về cửa trại ngươi hãy làm một bức màn bằng chỉ tím đỏ đều đỏ sẵn, vải gai đậu mịn có theo cực xảo, rồi làm cho bức màn này 5 cái trụ bằng cây si tim bọc vàng, đinh nó cũng bằng vàng,
và đúc 5 lỗ trụ bằng đồng.